Vâng. Anh Bằng, khỏe Vâng, không xin anh? chào. Vâng, cũng khỏe anh ạ. Bây giờ anh Chào ấy anh, giới mọi người. vâng, anh ấy giới thiệu sơ về anh về cho các bạn ở dưới này nghe, tức là hiện nay anh đang sống ở nước nào như nào. Xin lỗi anh, hôm nay mình đang ở công ty, thành ra mình Ok. che mặt đi. Rồi, ok, không Ok. sao cả. Vâng. Câu hỏi là gì anh? Không, tức là anh phải giới thiệu sơ qua hiện nay anh sống ở Mỹ, Canada hay ở bên Đức chẳng hạn. Ok, Đấy, vâng. mình sống ở Mỹ anh. À. Mỹ là vùng gần thủ đô Washington. Washington DC. Mình làm Ok. ở thủ đô Washington DC. Rồi. Mình sống ở Maryland. Maryland thì Vâng. nó cũng gần DC thôi. Thì mình sống cũng được 36 năm rồi. Ok. Dạ. Lúc mình sang thì mình 18 tuổi. Vâng. Cứ thế, cuộc đời cứ thế mà trôi đi. Vâng, anh cũng đi theo dạng vượt biên ạ. Không, đâu có vượt biên. Mình đi dạng ODP. ODP có nghĩa là Orderly Departure Program, có nghĩa là ra đi có trật tự. Dạ. Thì có anh mình bảo lãnh ông Bà bà lãnh, già mình. ok. Thì mình thì đi theo ông bà già. Vâng, Lúc đó tức chưa là có gia đình thì dạ. đương nhiên là nó cho đi. Nếu Vâng, lúc đó đi đi trong mà có dạng máy bay. ông thì phải đi máy bay chứ. Vâng, đúng rồi. Nhưng Vâng, chứ không phải đi chạy sâu dạng tàu không, nhưng mà trước đó thì mình có đi vượt biên anh, có đi vượt à. biên năm năm 80 Vâng. thì bị bắt ở ở ở tù 3 tháng, mà mình cứ nói chơi là đi nghỉ mát á, À. đi nghỉ mát 3 tháng ở dưới Tiền Giang á anh, À, Tiền Giang Tiền xuống Giang xuống Mỹ dưới Tiền Tho. Giang. Vâng. Thì nói về Mỹ thì cho mình nói nhanh cái này trước khi, nếu mà anh muốn hỏi gì khác nói nhanh cái Không, bây này giờ để này chia. cái vấn đề là các anh tâm sự thoải mái. Vâng. Ok, thì mình nói về vấn đề mà xin việc làm ở Mỹ. Thì cái Ok, này mình chia thoải mái. sẻ là xin việc làm ở Mỹ thì mình chắc có lẽ những người Việt kiều chống cộng hay không chống cộng chắc họ cũng phải đồng ý với mình ở cái điểm này, là xin việc làm ở Mỹ không có cái chuyện mà đưa hình ảnh mình ra. Mỹ nó không có quyền hỏi hình của mình. Ví dụ như nó thấy mình nộp đơn trên trên mạng thì nó gọi mình này kia, nó phỏng vấn mình qua phone, xong rồi nó kêu mình đi gặp mặt này kia, chứ còn hoài là không có cái chuyện mà nó bắt mình gửi hình của mình qua qua kèm theo cái resume. Mình không có chuyện đó, chắc anh Bằng có biết cái đó à? Bằng đã biết cái Dạ. đó không? Ok, cái đó là một. Tại vì cái đó cũng hay, mình thích cái đó là tại vì có nhiều người đẹp gái hay là xấu trai hay là già hay là trẻ gì đó, nó loại mình ra vì lý do đó là không công bằng. Đúng rồi. Không cần cái hết. thứ hai cái thứ hai là nó không được hỏi tuổi, không được hỏi tuổi. Hoàn toàn là mình không có, từ đầu đến cuối là không có liên hệ tới tuổi. Nó mà hỏi tuổi là nó phạm luật, hoặc là nó hỏi mình là người gốc gì. Ví dụ như gọi phone mình, phỏng vấn mình trên phone, nó gọi mình là người Việt, Mỹ gốc Việt hả, hay là Mỹ gốc Tàu hay gì, nó hỏi cái đó là nó phạm luật, mình có thể kiện nó. Vâng. Cho nên cái đó mình thích Mỹ. Thì cái vấn đề mình xin việc làm khác lại cái Á Đông mình. Ok, xong rồi nói tới cái Dạ. vấn đề mà uống rượu lái xe. Nãy có nghe anh Cầm nói thì mình hơi hơi nói thêm chút xíu. Uống rượu lái xe nó còng tay luôn, nó coi như là nó bắt luôn, nó chứ không có cái chuyện mà phạt nữa. Phạt là đương nhiên rồi, nhưng mà nó còng luôn. Nó mà bắt được anh đang lái xe mà nó test anh, nó mà thấy có nồng độ mà vượt quá cái nồng độ cho phép, nó là còng Rồi. tay luôn, là coi như là nó nói là coi như mình là phạm, là tội phạm luôn, bắt luôn. Mà cái đó nặng lắm anh. Mình coi như qua đây uống rượu lái xe biết bao nhiêu lần mà vẫn thoát, không biết thoát tới bao giờ đây. Mà mình ưa, tại vì mình quen rồi, uống vô nó ngày ngày lái xe còn tốt hơn bình thường. Mình biết mình, nhưng mà nói cho vui thôi chứ mà nguy hiểm lắm. Nhiều khi mất job nữa, tại vì nhiều cái công việc mình nó nhạy cảm về vấn đề mà lý lịch mình á, mà có uống rượu lái xe nhiều khi mất việc. Rồi nói về bằng lái quốc tế, nãy nghe anh Bằng nói anh có bằng lái quốc tế hả anh? Không,
Nếu bằng lái quốc tế ở Việt Nam đổi cái này rất là dễ đấy. Bây giờ đổi dễ lắm. Thì mình cũng có người bạn chụp hình khoe có bằng lái quốc tế, thì chúc mừng. Nhưng Vâng. mà Ý là nói thì đổi nó đổi đổi tốn phí rất là ít. Thế mình ra đây đổi thì vừa nãy tôi nói đùa, tôi bảo là tức là hiện nay mà là lái xe được ở Việt Nam ấy thì đi tất cả các nước đều lái xe được hết. Bây giờ Việt Nam lái xe nó khó hơn. không, phải trên 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 pháp luật đó, thì mình có Vâng. bằng quốc tế là mình được lái, Mỹ cho Vâng. phép lái luôn, nhưng mà Vâng. trên thực tế cũng cẩn thận anh, tại vì mình thấy ví dụ người bạn của mình á có bằng lái quốc tế nhưng mà hỏi chơi nó vài câu nó cũng điếc á, thì thành ra Vâng. nếu mà nó điếc như vậy lái xe cũng nguy hiểm đó anh. Vâng. Cái đó là thực tế khác lại luật với lại lý thuyết. Thí dụ như giờ hỏi chứ, trên con đường mình đang đi mà nó có hai cái đường mà nó liên tục với mà màu vàng, có nghĩa là như thế nào, có nghĩa là như thế nào, thí dụ mà câu hỏi đó. Anh bằng có lái xe mà, thì luật pháp Việt Nam mà hai cái đường mà nó liên tục màu vàng có nghĩa là như thế nào anh? Vâng, thì hình như là hai cái có một cái vạch ở giữa màu vàng ấy, thì Không, là hai vạch màu vàng liên tục. hai vạch màu vàng liên tục, thì đấy là coi như nó thay như là một cái giải phân cách cứng ấy. Đấy, thì ở Việt Nam có một cái loại mà có một giải phân cách cứng, mà có chỗ nào mà không có giải phân cách cứng ấy, thì nó thay bằng hai cái vạch màu vàng đấy, thì nói chung về cái tốc độ đi thì nói chung là nó cũng như là cái giải phân cách cứng thôi. Tôi hiểu là như thế. Thì tôi chỉ để ý cái chuyện mà cái tốc độ độ và Okay, phần lớn ở ngoài đấy là cái vạch đấy người ta dùng cho ở cái ngoài quốc lộ, chứ ở quốc lộ hai cái vạch cứng ấy. nhưng cái này mình chỉ lấy ví dụ để nói là những ai Vâng. mà có bằng lái ở Việt Nam thì qua Mỹ cũng cẩn thận, tại vì cái đó mình phải coi lại, tại vì Vâng. hai hai đường thẳng xuống, hai vạch cứng liên tục Đúng rồi. màu vàng á, thì nó có thể trong đường đường trong hoặc đường ngoài nó cũng giống nhau thôi, nó có nghĩa nó không có liên hệ đến tốc độ, mà nó có nghĩa là mình không được vượt và không được vượt không được vượt xe đằng trước. Nếu cái đường hai cái đường liên tục của màu vàng đó mà bên mình á, cái đường màu vàng bên mình á mà nó cắt khúc á, cắt khúc có nghĩa nó không liên tục, nó gãy á, Không thì thì đúng mình rồi, đi được chậm vượt, vượt được. Nhưng mình mà được tôi vượt. nói anh nhé, ở một số nơi này anh vẫn cứ có hai làn ô tô, tức là bốn làn, tổng cộng là bốn làn, nhưng người ta dùng cái hai cái vạch vạch màu cái màu liền màu vàng ấy, thì tất nhiên là mình không thể là lừa vượt bên kia rồi, nhưng mình vẫn cứ vượt được ở cái làn trong, mình vượt cái xe ô tô kia, nhưng mình không được vượt qua, tức là cái vạch cái màu vàng đấy thì mình không không được chấm bánh xe vào đấy rồi. Đó là cái đây. Vâng. Ở Mỹ anh không được vượt, ở Việt Nam mình không biết, nhưng mà ở Không, Mỹ nếu mà ở Việt Nam cũng không được vượt, nhưng mình vượt ở cái làn mình đang đi nó khác, anh hiểu không? Ví dụ bốn làn làn xe mỗi bên hai làn chẳng hạn, thì mình vẫn cứ vượt ở cái làn trong, không, nhưng mà anh bằng chỉ cho mày nói, ví dụ như con đường á mà nó chỉ có hai chiều thôi, mà cái đường á chính giữa là nó là đường vàng, hai đường vàng mà liên tục là anh không được vượt, chắc chắn. anh không được vượt qua bên cái phía bên đối diện, còn nếu mà nó gãy á là anh được vượt khi mà an toàn, Không, nó được nhưng vượt. mà có một cái này nữa, cái vạch vàng ấy thì là cái vạch liền nhá, nhưng tôi nói anh nhá, nhưng mà ví dụ ở cái hai cái vạch đấy thì nó vẫn cứ thay cho gọi là ở ngoài quốc lộ, thì ví dụ như là ở trong thì mình chạy tốc độ khoảng 50 chẳng hạn, nhưng mà ở đấy hai vạch đấy mình vẫn chạy được 80, nó thay cho cái giải phân phanh phân cách cứng này ạ. Đấy, nói về cái tốc độ nhá, tôi nói về tốc độ thôi. Ok thì Vâng. thôi chắc là hơi khác Vâng. nhau á, tại vì À vâng. ở Mỹ nó không liên hệ đến tốc độ. Thôi mình chỉ Vâng. lấy một cái ví dụ đó Ok, vâng. là lại mình ở Mỹ, thành ra cho nên mình biết cái luật ở Mỹ, thành ra Vâng. anh nói ở Việt Nam thì mình thua, thì có cái ở Việt Nam là như thế, nhưng mà ở Vâng. Mỹ á, là anh bằng nên đồng ý với lại mình đi tại mình biết cái luật nó là như thế. Ok thì Vâng. mình Không mình chia không sẻ đó. nó ở Việt Nam thì tôi nói anh nhé, ở Việt Nam thì cũng như ở Mỹ thôi. Còn tôi nói với các bạn nhé, đã vạch liền là anh không được đè vạch, đó là cái nguyên tắc. Nhưng tôi nói về về cái tốc độ này nhá, tức là cái tốc độ cái vạch vàng ấy, thì ví dụ như là nó thay cho cái giải phân cách cứng, tức là
anh vẫn được chạy tốc độ, ví dụ ở ở đấy nhá, giải phân cái cứng mà, chứ ở ngoài đấy anh vẫn cứ chạy được tốc độ 80 cây số một giờ. Ví dụ thường thường ở ngoài quốc lộ Việt Nam ấy, thì thường thường 80 cây số giờ hoặc là 90 cây số một giờ, lúc đấy anh vẫn cứ chạy, nó thay cho giải phân cách cứng mà. Nhưng mà những người mà bên Việt Nam mà có bằng 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 lái quốc tế qua Mỹ ấy, thì mình nếu mà có ai có bằng lái quốc tế ở trong này thì mình dặn như thế này là cái câu hỏi mình nó chỉ là một ví dụ thôi, ví dụ trong nhiều thứ mà nói chung là hai đường mà nó liên tục như vậy ấy, thì nó không có liên hệ đến tốc độ, ở Mỹ nó không liên hệ đến tốc độ. Thì Việt Nam thì anh Bằng nói thì mình thì anh nói anh ở Việt Nam mình nói mình đồng ý anh. Dạ. Tại Việt Nam như thế nào thì mình học hỏi, nhưng mà ở Mỹ ấy, thì như thế. Ok. Thì bây giờ nói là cuối tuần vừa rồi mình có ghé 1.000 người bạn chơi, ngồi ăn uống nhậu nhẹt lai rai, thì tự nhiên lại có một câu chuyện lại lại lòi ra. Mấy người mà cũng bạn mình rất là mến, mà tự nhiên họ lại nói câu, ví dụ như họ chọc chọc tam giác vuông vuông tròn tròn văng tam giác vuông 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 tròn tròn, à chịu biết nghe cái là mình biết là họ đang bị họ đọc mấy cái thông báo biếu, chứ Mỹ nó không bao giờ đăng mấy cái báo mấy tin tức ở Việt Nam. Mỹ nó không quan tâm Việt Nam vuông tròn tam giác, chỉ có những người mà ưa đọc ba cái báo báo lá cải, báo báo ở mấy cái tiệm đinh neo quăng ở trên dưới đất ấy, nhặt lên là đọc. Cho nên cái đó mình thấy là một cái ví dụ của sự xuyên tạc mà những người Việt Nam ở Mỹ họ bị xuyên tạc mấy chục năm nay rồi. Thành ra tư duy họ là như thế, cứ những cái thông tin nào mà tiêu cực về Việt Nam là họ hấp thụ rất là nhanh. Thì mình mới nói lại mấy người đó là thôi đừng có nói mấy cái đó, tại vì trong đó những người nói nó có như là nha sĩ đó, anh Bằng. Cho nên mình nói chứ bây giờ ví dụ như ai hỏi vấn đề mà nha khoa răng cọ này kia thì ok tôi hỏi chị, nhưng mà ai hỏi vấn đề mà đầu tư này kia hỏi anh này. Anh này anh cũng ngồi đây anh cũng nói vuông vuông tròn tròn đó. Yeah. Còn bây giờ mình đang nói chuyện về vuông vuông tròn tròn, đó là về lĩnh vực mà nó gọi là giáo dục. Trong đây không có ai là nhà giáo dục hết, mình không có biết cái gì về giáo dục, mình đừng có nói. Với lại cái giáo dục này là giáo dục cho con nít mà nó vỡ lòng, có nghĩa là chưa học lớp 1 nữa, nó còn rất là nhỏ, cho nên mình đâu có biết về cái này đâu. Nên mình nên ngừng đi, đừng có nói thêm nữa. Anh Hoàng đồng ý cái đó không anh? Ok. Thì đó thì có vài điều mình muốn chia sẻ thôi, còn về cá nhân thì nếu mà anh muốn hỏi gì mình trả lời thôi. Bây giờ này, vâng, thì bây giờ tôi hỏi về vấn đề cá nhân. Thì hiện nay anh ở bên đó thì là cái cuộc sống của anh cảm thấy như thế nào? Nếu nói như thế này thì nói rộng hơn. Mình nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình. Nói chung là mình bình thường thôi, mình cũng nói anh hỏi này mình có câu để trả lời anh là nãy anh cầm anh nói nhà của anh, anh chụp cái anh chiếu cái cảnh nhà anh thấy hơi quạnh hiu anh. Đúng rồi. Mình thì thật ra mình thì lại thích ở như vậy, mình thích nhà vắng vắng này. Mình thích ở cái khu vắng này. Mình không thích đông đúc quá. Ok. Mình thích nhà có vườn này kia, đừng có ai đi qua đi tới lui. Mình nhiều khi đang ngồi chơi mà có tiếng nói kêu ồn ồn mình không thích. Đấy là tính cách của từng người. Đúng rồi, bởi cho nên mỗi người nó khác nhau. Dạ. Cho nên mình chứ bây giờ để hỏi anh Bằng này, ví dụ như mình mua một cái nhà mấy triệu đô la ở quận nhất đó, có cái khu nhà mà mình coi trên YouTube đó, khu gần Vinhome cái gì đó, biệt thự gì đó, rất là đẹp. Anh có trông thấy xe cộ người đi bộ nhiều không? Anh có thấy không? Không có. Đấy ở cái tòa nhà Vinhome á thì là nó có. Không, mình không có nói cái tòa nhà đó. Mình đang nói những cái biệt thự á. Những cái biệt thự mà nó gần cái tòa nhà Vinhome. Cái biệt thự đấy là ở cái khu mà Ba Son rồi thì nó trải dài đến chỗ cái bên Tân Cảng bây giờ. Thì nói chung là những cái khu đấy là những cái khu mới. Mà hiện nay người ta ở thì cũng chưa ở nhiều, anh ạ, chưa ở nhiều. Nhưng mà sau này tôi nghĩ là ví dụ nó khoảng 1-2 năm nữa người ta ở nhiều á,
thì nói chung là cái khu đấy thì quá đông người. À, cái đó mình biết, mà mình coi hình thấy ít người đi. Không, bây giờ thì... là ít người đi anh ạ. Vì thực tế tôi nói anh nhé, ở Việt Nam hiện nay người ta đầu tư vào, không phải người ta mua nhà để ở ngay, mà người ta mua, thậm chí người ta đầu tư. Đó, cho nên không phải là ở đâu, những cái khu mới. Okay. Vâng. À, vậy mình không biết, nhưng mà đại khái ý mà nói mà thích những cái khu mà bóng bắn vậy. Okay. Vâng. Mỗi người một cái cách sống, cách ở khác nhau. Thành ra nó cái cách sống nó không liên hệ đến tư duy chính trị, chính trị. Có thể mấy người chống cộng họ cũng có thể suy nghĩ mình, nhiều khi mình có thể tìm được những điểm chung. Ví dụ như nói về chính trị thì mình rất là khác nhau, mình kia, nhưng mà nói về cuộc sống thì mình nghĩ là chắc mỗi người có người như thế này, người thế kia. Thì mình nghĩ có nhiều người cũng đồng ý mình. Mà mình cũng không có chống phá gì, hay là mình không có chống về vấn đề mà ở đông người cũng vui. Tùy. Trong cái thời giai đoạn này ở cuộc đời mình thì mình thấy ở nhà và vui. Tại vì á, mình có thể chơi nhạc khi nó xuống không ảnh hưởng tới ai. À, còn anh hỏi là cuộc sống mình bên này như thế nào thì mình trả lời ở đâu cũng vậy anh ơi. Là mình phấn đấu. Mình ở Việt Nam mình cũng phải phấn đấu. Ở Mỹ cũng phải phấn đấu. Ở Pháp, ở bất cứ nơi nào trên thế giới mình phải phấn đấu. Đương nhiên cái chế độ hay là cái nhà nước ở cái nơi mình ở nó có lỏng hay là nó mềm hay là nó phát triển hay không phát triển thì cái phấn đấu của mình nó bị giới hạn. Nhưng mà ít nhất đó là mình phải phấn đấu. Mình phấn đấu thì mình sẽ, thí dụ như mình ở Mỹ mình thành công đó, thì mình về Việt Nam mình cũng thành công. Đúng rồi. Mình ở Việt Nam đó, mà mình cố gắng, những người cố gắng ở Việt Nam đó, thì họ sang Mỹ họ cũng thành công. Đúng rồi. Hay họ sang bất cứ môi trường nào họ cũng thành công. Những người mà ở... Vâng. Chủ yếu người ta có... Vâng, chủ yếu người ta có cái đầu anh ạ. Ở đâu cũng thế thôi. Ví dụ người ta có cái đầu, người ta có cái năng lực, thì với thứ hai nữa cũng gặp một chút may mắn nữa là người ta thành công thôi. Ở Việt Nam cũng thế anh ạ. Vâng. Thì nói cái này lại quay lại hơi hám chính trị tí xíu. Thí dụ như người ngày xưa... Đâu, mình nói chính trị thoải mái mà. Ông thì ok, thoải mái. Ok, ví dụ mình nói chuyện những người mà ở trước 75 đi, người ta bị mất tài sản. À, tại vì cái chính sách của chính nhà nước Việt Nam mình là san bằng tư sản bại bản. Thì những người đó họ bị mất mát tài sản, mà bây giờ đã 43 năm rồi, gần 44 năm rồi. Thì trong số những người đó hoặc con cháu họ, nếu họ có khả năng thì họ lại đã thành công rồi, mà họ đã thành công trở lại cách đây mấy chục năm rồi chứ không phải đến bây giờ. Còn những người mà họ không có khả năng á, thì khi mà bị đánh tài sản cái mất hết, thì mấy người đó quá dở. Cho nên cái câu hỏi là tại sao họ đã được thành công như thế, thì có lẽ là có cái gì đó có dấu hỏi lớn, phải không anh Bằng? Dạ. Còn những người mà họ có khả năng, có đầu óc á, thì họ mất cái này, thua keo này, họ đã bày keo khác. Đúng. Đến bây giờ 43 năm thì họ ở Việt Nam họ cũng thành công, mà bây giờ đẩy họ đi sang Mỹ hay sang Nga bất cứ nơi nào họ cũng vẫn thành công. Cái đó là cái mình tin là như vậy. Vâng, mình tin là như vậy. Yeah. Bây giờ hình như là anh ở cái thành phố mà Washington DC đúng không? Thì là không, theo tôi biết không ở DC anh. DC nó giống như là mình đang ở trung tâm Sài Gòn, mình so sánh là như vậy. Ít ai ở trung tâm DC lắm. DC là nơi hành chánh. Vâng. Là tất cả những cơ quan hành chánh của Mỹ là tập trung ở đó. Thì mình ở ngoại ô của DC. Vâng, tiếng gọi DC là... vâng. Dạ. Yeah. Thì là, sao là cái cộng đồng mà người Việt ở cái khu anh ở có đông không, và cái sự mà chống cộng cực đoan ở cái khu đấy anh cảm thấy thế nào? Không, mình ở cái khu này nói chung là không có cộng đồng Việt Nam. Yeah. Việt Nam mình rất là ít, nhưng mà mình có bạn bè người Việt. Người Việt hoặc người Mỹ cũng có, nhưng mà nói chung là không có tập trung như là Cali. Lại mình cũng thích ở như vậy, mình thích ở như sang Cali, cái nơi mà mình, nếu mà cho mình cái sự lựa chọn đó, là ở Westminster Cali là cái nơi cuối cùng là mình chọn, mình thích ở. Tại vì mình không thích cứ trăng cờ vàng, hoặc là tối ngày biểu tình, hay tối ngày cứ nói chuyện mà ảo tưởng á, mà nghe nó không có thực tế. Ví dụ như anh Quân Nguyễn này có cờ vàng này, ba sọc này, hôm nay tôi không cho lên, hôm nay tôi chỉ cho những, tức là chỉ muốn những anh kiều bào mà thứ nhất là có tư tưởng chung chung, hay là có cái tấm lòng đối với quê hương đất nước, thì tôi mời lên trong chương trình ngày nay hoặc ngày mai, hoặc thậm chí cả ngày thứ hai nữa.
Vâng, xin mời anh. À, anh bằng cứ anh cứ hỏi đi, tại vì mình nhiều khi đang nói quên. Dạ. Bây giờ này hỏi về vấn đề nhà cửa của anh. Thì tức là khi mà anh đi làm ấy, thì là làm là thời gian bao lâu ạ? Lái xe thì là không thể lái được rồi, tại vì đúng cũng được chứ không phải không, nhưng mà lái xe thì nó kẹt xe, tại vì cái vùng DC là kẹt xe ghê gớm. Cho nên lái xe lâu lắm, nó không có xa bao nhiêu, nhưng có thể là khoảng cỡ chừng 50 cây số, nhưng mà lái xe nhiều khi phải cả tiếng rưỡi đồng hồ, rồi phải trả tiền đậu xe nữa, thành ra mình đi xe lửa. Đi xe lửa, cái xe lửa nó chạy trên mặt đất chứ nó không chạy dưới mặt đất, thành ra lúc nào mình cũng có quay có gì có mạng á, có mạng là mình mới ngồi nghe mình mới nghe anh bằng được chứ, không nghe anh bằng được đâu. Vâng. Thì đi xe lửa thì khoảng cái 50 phút là tới, xong rồi đi bộ là khỏe. Hôm nào mình hứng thì mình đem theo cái xe đạp mình xếp lại anh. Vâng. Thì mình xuống xe lửa mình gỡ ra xong mình đạp khỏe. Dạ. Vâng. Xin lỗi, hình như là có một lần tôi nói chuyện với anh, hình như là anh sinh năm 1964 đúng không? Dạ tôi thua anh tuổi, có sao không anh? Rồi không sao, ý tôi muốn hỏi là như thế này. Thì cái thời gian mà anh tất nhiên là năm nay mới 54 tuổi, thì anh ví dụ theo cái luật ở bên Mỹ ấy, hoặc chỗ anh làm thì anh làm việc đến năm 60 tuổi hay anh làm hơn anh như thế nào? Lọt ở Mỹ 67 tuổi mới về hưu. Còn ai mà muốn về hưu sớm thì 62 tuổi thì lãnh tiền ít hay gì đó, ít hơn. Nhưng mà đến 67 tuổi thì nhiều hơn đúng không? Nhưng mà mình đó là cái luật, nó lại cái nó áp dụng chung cho cái đại đa số dân Mỹ. Nhưng mà mình khuyên mọi người là cố gắng, nếu mà làm được thì mình đừng có đi theo cái hệ thống của nó, mình phải làm khác đi. Thí dụ như Mỹ nó giúp mình mua nhà trả 30 năm mới hết, mà khi mà mình mua cái nhà trả 30 năm rồi á, lúc mà trả hết cái nhà nó sắp sụp rồi, cộng lại cái cơ thể mình nó cũng sắp sụp mẹ luôn rồi, già rồi, cho nên mình không có trả 30 năm. Cho nên nếu mà mình có khả năng mình trả 10 năm hoặc là ít hơn, coi như là cỡ chừng 7 năm, 8 năm vậy trả hết. Như cái nhà mình mua mình trả hết rồi. Không? Thì ở Mỹ thì nó có những cái nợ, ví dụ như mình học ra trường là mình trả tiền trường. Đúng không anh? Trả tiền trường cũng 5, 7 năm mới trả hết. Nhưng mà mình làm sao, mình luôn luôn phải đi trước đó. Ví dụ như 1, 2 năm sau mình trả hết. Xong rồi mua xe, nhiều người mua xe 5, 7 năm mới trả hết cái xe. Không, mình tìm cách mua xe là mình có tiền mà trả đứt luôn, để nó không ăn tiền lời mà được. Hoặc là mình nợ chừng 1-2 năm thôi, mình trả hết luôn. Nhưng mà nó có cái gì, tức là bên đấy tất nhiên là ai, tôi thấy là ví dụ cái tâm lý của người Việt ấy, cũng muốn là càng ở đâu cũng thế rồi, cũng muốn trả càng nhanh càng tốt. Đấy, nhưng mà cái đấy thì ví dụ mình trả 1-2 năm thì mình có phải lách ấy. Như là lách là sao? Lách tức như là mình lách luật đấy. Này đâu liên hệ tới luật đâu. Ví dụ như giờ anh mua cái xe đi, thì anh không có tiền á, thì nó coi cái tín chỉ gọi là gì á? Tín chỉ credit của anh á. Credit của anh á, nó coi nó có cho anh không? Chứ còn anh không có credit, nó đâu cho anh mượn tiền đâu. Nó cho anh, nó coi anh ok, nó mới cho anh mượn. Nhưng mà nó phải nắm cái gì của anh đúng không? Ví dụ như nó cho anh mua xe, nó cho anh mượn tiền, nó cho anh nó bắt anh bỏ xuống khoảng 5.000 hay là 2.000 hay gì không biết, mình không biết, cái đó lâu quá mình biết. Thì nó bắt anh phải mượn nó 20.000 ví dụ vậy đi, thì nó chia sẵn ra rồi á, là anh mượn 20.000 cộng lại cái tiền mà làm giấy tờ thì anh trả trong vòng 5 năm. Thì khi mà anh trả xong á,
anh cứ làm con số thì có thể là trả xong là thành 27 ngàn, ví dụ vậy. Nhưng mà đó là nếu mà anh trả đúng thời hạn, là 5 năm sau anh trả thì là khoảng 27 ngàn, 25 ngàn, 27 ngàn gì đó. Nhưng mà nếu mà mới có 6 tháng anh trả hết, nó đâu có ăn lời anh được nhiều, đâu có liên hệ tới luật anh, không liên hệ tới luật anh có tiền anh trả hết thôi. Với lại ban nãy như anh cầm nói mua nhà mà trả Chờ 30 trả năm. cầm cầm 200 ngàn mua nhà được không, thì cái này chắc là mình để hỏi lại cái thằng nó về, nó chuyên môn về vấn đề mà gọi là đầu tư. Nhưng mà mình có thể trả lời sơ sơ này, cái thằng mà nó bán nhà nó không quan tâm anh có tiền 250 ngàn hay là 500 ngàn, cái nhà nó bán 500 ngàn, anh cứ việc anh đem 500 ngàn tới anh trả, nó không quan tâm. Quan tâm là tụi chính phủ Mỹ thôi, chính phủ Mỹ.